Mà biết tin vợ mình có bầu anh cảm thấy sao? Rất là hạnh phúc, rất là vui. Mà anh còn nhớ là cái buổi đó là vợ anh báo tin cho anh như thế nào không? Có bất ngờ không? Hôm đó Lâm Trịnh Huy diễn ở Hà Nội. Rồi. Thì hai đứa quen nhau lần lúc đầu thì xác định là chưa thông báo với cha mẹ. Dạ. Mà quen chơi nhưng mà khi biết cô bầu thì... Qua chơi, chỉ qua chơi là ăn cơm trước kẻn, bấm thử đó. Qua chơi mà có thành quả. Qua chơi thấy ghê không? Qua chơi 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 làm sao có dính bầu luôn. Sau khi nhận được cái tin báo về Huy rất là vui mà đang diễn ở Hà Nội. Nhưng mà tranh thủ để về sớm để đưa vợ đi khám. Vui mà lâng lâng đến bây giờ. Vậy là cái lúc mà là biết tin đó là trước đó cả hai anh chị là đều không có tính toán là sẽ có con hay là gì hay là bất ngờ thôi. Mẹ thương có tính không nhưng mà mình thì chắc... Không, chắc chị tính á, em nói chị tính á. Chắc phải có tính toán á. Đó, đẹp trai quá mà, qua chơi đồ dễ gì. Phải giữ gạch liền. Chăn lứa liền, đúng không? Chăn lứa liền. Trong cái khoảng thời gian đó thì công việc của anh á là chắc chắn là sẽ có sự xáo trộn. Khi Hương có bầu thì Huy thấy có động lực để mà mình đi làm hơn thì... Năm mấy anh, lúc đó năm mấy anh? À, được hơn một năm. Con thì được 13 tháng rồi nhưng mà... Gái gái anh? Con trai. Gái. Anh nghĩ sao về Bảo Nhi? Anh nghĩ sao về Bảo Nhi? Em muốn làm xui với em không? Có. Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời đổi tên, không phải là Cam Bố Nói Gì nữa mà là đây là Ông Mai Bà Mối. Ông xui nói gì? Khi mà có bầu thì chị Hương có trái tính trái nết không anh? Thật sự bầu đó, lúc mặn gái dễ thương đáng yêu lắm, mà khi có bầu trái tính trái nết, thấy cái gì cũng chướng tai gai mắt, cái gì cũng la, cái gì cũng chửi, gì cũng cọc, bà có không anh? Khi có bầu thì thỉnh thoảng mới về thôi. Mà về thì thấy ngọt ngào lắm chứ. Đúng rồi, tại vì là thấy chồng mình đi làm mệt mỏi không? Giờ về mà là kiếm chuyện nữa, mất công, ổng mệt, ổng xì chét nữa, ổng buồn. Cũng vậy... sợ đi với gã nữa. Thôi sao, các tỉnh luôn á, tới đâu là tao tỉnh mà mấy em bú lự. Bánh ngào. Bánh gì? Cái bánh trôi mà ở ngoài miền Trung gọi là bánh trung ngao đó. Cái bánh đó làm cái bột là bột nếp, sau này miền Trung. Ủa lúc đó là ở thành phố mình hả anh? Ừ, ở thành phố. Mà bắt đầu ăn cái bánh ở ngoài Trung mà cái bánh mà em chưa nghe tên luôn á. Ai suối bà ăn món đó trước vậy? Chắc là con. Không, mà ý đầu tiên là bà phải ăn món đó rồi bà mới biết hương vị bà thèm đúng không? Lâm Trịnh Huy suối. Cũng tự mình không? Huy thích ăn ngọt. Cái lúc mà là chị thèm vậy thì anh kiếm món đó ở đâu? Mỗi lần mà Huy về thì Huy đi mua bột xong rồi về Huy nấu. Tự làm luôn hả anh? Tự làm. Wow. Trời ơi, thương quá vậy. Hương với Lâm Trịnh Huy buồn cười lắm. Tức là đặt tên cho con. Lâm Trịnh Huy đặt tên là Hoàng Phi Hùng. Hương thì thích là Hoàng Phúc Hưng. Lâm Trịnh Huy mới sờ vào bụng bầu của vợ này là nếu mà là con thích Hoàng Phi Hùng thì con đạp. Sờ vào là con đạp 3 lần. Ba lần thích tên Hoàng Phi Hùng, còn Hoàng Phúc Hưng thì có một lần cũng đặt tên Hoàng Phi Hùng. Ông Hoàng Phi Hùng nghe nó oai hơn đúng không? Đúng rồi, nghe nó mạnh mẽ anh, cái gì Hoàng Phúc Hưng em nghe giống bên bất động sản hay sao? Bên đất làm sao? Trước đó là anh đã đi diễn nhiều rồi, là hay sau đó là anh bắt buộc bản thân mình phải đi diễn nhiều hơn để mà có thể chăm lo cho gia đình mình tốt hơn. Như quý vị đã biết là Huy sống để hát, bởi vì nếu mà không hát thì cũng không biết làm cái việc gì cả, và chỉ thích hát thôi. Đó mà mỗi lần mà nhận số thì Huy không bao giờ bỏ số cả. Và chắc vợ cũng hiểu. Là lúc mà chị vừa có bầu á thì là anh có nhận số nhiều không? Hay là vẫn như vậy. Vẫn như vậy. Vẫn như vậy. Y chang như vậy luôn. Bởi vì thường mình nhận số là mình nhận trước cả một tháng rồi. Vì chị thích đi hát. Nhưng mà quan trọng là anh thích con trai con gái. Cái lúc mà vừa cắn nghe cắn bầu thích con trai. Con trai. Rồi cuối cùng đẻ con trai luôn. Con trai. Rồi còn chị Hương nhà thích con trai con gái. Con trai. Con trai luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ thì hiện tại có một đứa thôi phải không? Một đứa. Đứa sau thân trang gái. Nhìn anh Huy như vậy thôi nhưng mà là khó ai có thể tưởng tượng được rằng á anh Huy có một cái chất giọng rất là trầm ấm. Nói thì nói nhỏ nhưng mà hát lại rất là nội lực. Mình ào ào ào. Cái giọng này mà là tối tối nha, nghe anh kể chuyện chắc phê lắm. Luôn á. Chết luôn á nha. Thôi con ma. Anh. Vậy cái lúc á mà là chị bầu á thì là giữa hai anh chị có một cái kỷ niệm không? Lúc đó bầu được hình như là ba thằng mấy đó. Là tự nhiên ba ra máu, tự nhiên ra máu bởi vì là cha mẹ gửi cái thuốc bắc vào để trắc cho Hương uống nè. Rồi. Là uống xong ra máu mà ra quá trời luôn. Huy đang diễn ở Hà Nội thì gọi điện mới bảo Lâm Trần Hải qua, thì những người anh em qua đây đưa Hương vào bệnh viện, vào là bác sĩ la quá trời luôn mà con không bị gì cả. Ủa mà lý do uống cái gì vậy anh? Uống cái thuốc bắc. Trong cái sự cố đó là xúc động quá, cưới luôn. Cái sự cố này nó gần như là một cái lý do quyết định để anh Huy phải lấy người vợ của mình. Cái duyên nó anh kịp trước đúng không? Vậy là do đứa con. Trời ơi thương quá. Quá trời quá đất luôn. Lúc mà là chị đang trong trường hợp như vậy mà anh không có ở bên cạnh thì chị buồn không? Chắc cũng có buồn. Mà lúc đó ai điện cho anh? Ai điện thông tin báo cho anh? Vừa ra máu vừa điện luôn hả? Đúng rồi.
mà can đảm cái gì trời, mạnh mẽ chứ vậy. Bà điện anh, bà nói sao nè, bà điện nói sao. Tự nhiên em ra mẫu, sau đây tự nhiên lại để bất cẩn như vậy, mình không biết nên mình mới la. Bởi vì ra mẫu là nghĩ là không cẩn thận để xảy con. Nói gì nói chứ đối với lại ông bà hai bên đó nha, nhóc này là gần như là quý tử rồi, cục vàng cục kim cương rồi, mà khổ một cái lại thích đi theo ba đi diễn, hay không? Dạ. Nghe đồn như là chỉ có 3 tháng thôi là sắp đi diễn rồi đúng không? Đi đến 8 tháng thì còn 8 tháng cái hôm mà Huy Hạt ở Tràng Bàng, ba ngồi bấm đĩa ở dưới, tranh ngồi bấm đĩa để quay phát chết cho trong đó. Tranh ngồi bấm đĩa luôn. Tranh đĩa luôn hả? Ai tranh với ai? Hương tranh với cái cầu bấm đĩa đó, bấm đĩa để xem mình có tiếng gái không cả. Mình có tiếng gái không, thứ nhất, thứ hai là để quay cho mình để up YouTube đó. Thì lúc đó đang hát bài thứ hai thì ba đau quằn quại lúc nữa chịu không nổi sao này. Có nghĩa như là Hương đang lại bấm đĩa xong cái bị đau bụng rồi bật đông ngôn ngữ con đạp mạnh quá này chịu không nổi nữa, sau này Hương mới nói là thôi để cho bố hát, để mẹ bấm đĩa cho bố cái đó, sau nó ngưng luôn. Là trong khoảng thời gian mà là vợ đang bầu là 3 tháng á là bên dẫn đi nhau. Luôn. Sau mọi khó khăn đó, cái lúc mà là chị lâm bồn chuẩn bị sinh nở thì cái khoảng thời gian đó anh có ở bên cạnh chị không? Sinh thì là Huy đang nhận ở Vũng Tàu rồi, Huy không không cancel được, đưa vào bệnh viện. Lúc đó đang mở mới một phần tối vẫn chưa thấy đẻ, Huy vẫn đi diễn. Vừa diễn xong cho bầu số sĩ phụ là nghe gọi là bác sĩ gọi là Hương sinh rồi. Ôi vậy là cái lúc đó thì tâm hồn sống sang lắm luôn á đó. Ủa mà đang hát là thông báo hay là hát xong mới báo? Hát xong. Hát xong, hát thì Huy gặp không đàn hát rung, hiểu không? Rung quá lời, hiểu không? Quên lời. Thằng bé bé bụng bông, tiếng em bé, em đầu của em bé Rồi sao anh chạy về, từ đâu chạy về? Từ Vũng Tàu chạy về. Chạy khoảng 2-3 tiếng. Khoảng, đúng rồi. Ồ, trong trên cái đường đi, đoạn đường mà 2-3 tiếng nó làm sao này? Cái nó cảm xúc vui, sao? Nó sướng, nó lân lân cảm giác nó. Có gọi video call được không? Khó tả lắm. Gọi không được, bởi vì Hương đang nằm ở trong phòng, không gọi được gì. Nôn nao quá đúng không? Chạy hết tốc độ luôn. Chạy về thì Huy bảo cái anh tài xế chú quay giúp con. Quay con đi đâu. Sau quay thì Huy chạy vào. Đi thôi, đi vào. Cảm giác như là... À tức là quay cảnh để làm kỷ niệm cho bệnh viện đó, đúng không? Cho kỷ niệm sau này cho con với cho vợ mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình quay về đi để sau này á để cho con mình coi là nó biết là mình dành tình cảm với nó như thế nào. Đúng rồi. Cảm giác đầu tiên khi mà là anh bế đứa con vô lòng sao anh? Anh sướng. Đúng rồi sao? Đúng sao này? Giống như rưng nước mắt không? Bà đầu nhìn mặt giống anh không nào? Sướng trên kia. Rồi mà ban đầu nhìn sao cái mặt giống Hương hay là giống anh? Mặt lúc đầu thì con đỏ mà thấy mồm mồm giống mình rồi. Mồm mồm rồi sao anh? Ẩm lên nhẹ nhàng hay sao? Ẩm lên phải bảo vợ chụp hình cho hai bố con. Vậy hai lúc mà nó cũng, em bé nó còn mềm lắm mà anh ẩm luôn phát luôn hả? Ẩm luôn. Vậy hả? Lúc ra sướng quá rồi mình cũng không nghĩ được cái gì nữa cả. Ôm con mình là lần đầu tiên vào lòng thì nó đã sốn sang rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó, ngay cái khoảnh khắc đó thì anh có nói gì với vợ của mình không? Là không biết nói gì cả. Đúng vậy. Lúc cái nhìn vợ mình thương. Trước mà mình biết nói gì rồi ôm vào vợ chụp hình cho hai bố con. Ủa anh quay clip kìa, mày được không? Là cái YouTuber vậy, người ta đẻ mà quay từ cái vô là ẩm con tôi chụp hình, quay đi rồi chụp hình vợ, quay đi khoe khoe với cha mẹ thiệt luôn. Ông làm những YouTuber thì đang khúc định rớt nước mắt. Anh cảm nhận rằng là mình có thiếu sót gì và cần cải thiện hay không? Lại một nút trầm. Thôi trầm quá, người đàn ông tông trầm ngày sau. Cái mình thiếu sót mà mình nói vui, nói to qua server nghe. Dạ không sao đâu. Không sao đâu. Em có hệ thống cách âm ở ngoài. Vợ anh không nghe, vợ anh đang đeo headphone ở ngoài rồi. Em rất mong là các anh chị đang ở phía ngoài, các anh chị nhân viên á, dẫn chị vợ đi ra phía ngoài uống cà phê đi. Dạ. À, xong đi rồi có gì thì em gọi lên đây ha. Dẫn cảm ơn mọi người. Dạ. Dạ. Vô kìa. Mấy cái áo. Ủa, phải à? Các bạn nhân viên. Nhiều khi cùng gặp anh em bạn bè thì ăn nhiều. Nhậu. Đó, không cho. Này kia. Không cho. Thì càng đem càng. Con ra đây, kiểu để cho mình ở quay nhà thôi. Chứ không đâu ngoài vậy. Sợ. Này sao theo không? Không ấy, ai có. Biết được ngoài. Vợ với con đang đi. Trời ơi, con đang. Hèn gì nói chuyện mà liếm liếm. Thì đó, nhậu nhẹt. Tự nhiên nó nói xong cái lá ngồi tiên mở cửa mở ra. Đi về, không quay nữa. Cửa mở ra mà tàn ngắn cái này, tự nhiên cái hai anh em mình mất xô. Thường thường thì Huy biết là các ông bố mà ai cũng rất là tâm lý ở ít nhận số lại này. Hoặc là công việc thì sẽ ở nhà với vợ, nhưng mà Huy thì lại nhận Huy thích hát mà. Dạ đúng rồi, ta thích hát. Với lại bây giờ không đi hát rồi tôi tiền bạc ở đâu để về nuôi vợ nuôi con. Đúng không anh? Huy thấy về mà Hương thì đó là một trong những cái thiếu sót mà anh đang muốn mình dần dần thay đổi. Đúng không ạ?
giờ Huy sẽ cân bằng lại và giữ được cái ấy hơn, mình sẽ sắp xếp lại. Thì ngoài cái đó ra còn cái gì nữa không nè? Ngày trước thì ví dụ mình nghệ sĩ thì mình lên khẩu thì thấy gái đẹp mình hơi thích thích, nhưng mà mình thích đúng không? Ông này là chuyên gia ở dưới hiểu không? Có ai dưới lên đâu mà lên rồi lên gái lên ôm hung này nọ tặng bông. Bây giờ còn chưa đúng không anh? Con lên sân khấu thì con, nhưng mà từ khi cô vợ rồi là mình không có cái nảy sinh thích ai cả. Cái đó là một trong những cách giao lưu với lại các bạn khán giả mà giữ kết nối với các bạn khán giả. Hồi trước thì thoải mái, còn bây giờ thì lên mọi người ơi. Được rồi. Tới đó rồi dừng thôi nha, là nhà đứa đi. Anh có nói lại con trai của mình, con lớn lên có gì thì đi theo ba. Ba dẫn đi cô gái đúng không? Cô đọc có nhưng nói trêu thôi. Sau này cứ thấy gái đẹp để cho con. Mình trêu với mẹ nó khi mình tức này. Thì gà đập cho con chén hết. kiểu mình treo vậy đó để cho chết rồi con của em không thích như vậy à? Mượn con treo, bà vợ cũng mượn con để dằn mặt ông này, còn ông này thì cũng mượn con để mà treo bà vợ. Đứa con là cầu nối rất là quan trọng, quan trọng chủ chốt ghê thương.